vậy mà hay á. Ba bài không nhận giỏi luôn đi. Không, ba bài làm từng bài á. Thôi thì nha, em nói vui nha, tại nhiều khi em lỡ nói rồi nên cái bài Hậu Di là bài Quy Nhân Điệp Khúc là ngon đó. Nhưng mà ngẫu hứng là người ta mới khoái. Đơn bài Quy Nhân đi, Quy Nhân cho hai con gỗ 56 đi. Vừa. Dạ. Đúng rồi. Chậm thôi nha, đừng lẹ quá nha. Anh hồi nãy bỏ nhịp sáng ra để em.
lộ rồi, nát cổ lộ, cổ lộ rồi. Hôm nay cũng lộ mà. Ừ, hai câu này cũng phải rồi. Rồi, đủ tiền. Kêu cũng phải bằng hai câu của hai ông hồi xưa à.